Em chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với video giới thiệu sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy Ecomart. Anh chị có thể biết là khi mà cơ thể chúng ta được massage thì rất là thư giãn và nó giúp chúng ta làm giảm căng thẳng trong cuộc sống. Chúng ta biết là cuộc sống hiện nay thì vốn dĩ là căng thẳng và nhiều đòi hỏi. Chúng ta có thể không biết hết căng thẳng có thể ảnh hưởng đến cơ thể của chính bạn như thế nào, nhưng massage là một cách mà tuyệt vời nhất để xả stress và thư giãn sau mỗi tuần bận rộn. Thì sử dụng cái massage này không chỉ làm giãn cơ thể của mình mà nó còn làm cho tâm trí của chúng ta được thoải mái hơn. Thì hiện nay tại Ecomart có rất là nhiều các dòng ghế massage nhưng mà diện tích rất là lớn thì nó không để được vừa trong ngôi nhà của mình. Anh chị cần một chiếc ghế massage nhỏ gọn hơn thì anh chị có thể tham khảo mẫu Buhaejang nhập khẩu của Hàn Quốc với cái sản phẩm này. Hôm nay em xin muốn giới thiệu đó chính là mã MK4000 sẽ giúp anh chị làm điều này. Chiếc ghế này thì đầu tiên, cảm nhận đầu tiên là rất là nhỏ gọn. Chiếc ghế này thì như là một cái bác sĩ chăm sóc tại nhà cho cuộc sống hiện đại. Nó tiện lợi này, nó nhỏ gọn và rất là sang trọng. Anh chị để vị trí trong phòng khách cũng rất là phù hợp. Hệ thống thì cơ chế massage của máy này thì là con lăn sẽ chạy dọc theo gáy từ dưới lên trên. Nó sẽ chạy dọc từ lưng này. Hệ thống con lăn sẽ xuống dưới mông, đùi và xuống đến hai chân. Đó chính là cơ chế của nó. Và nó sẽ di chuyển động nhẹ nhàng từ các bộ phận như cơ thể em vừa nói trên. Nó ứng dụng công nghệ độc đáo với con lăn massage làm dịu nhức được cơ bắp. Bên cạnh đó thì phía cơ thể phía trên khi anh chị nằm xuống ấy, thì phạm vi rộng, phần chân thì sẽ được massage riêng lẻ như chị có thể nhìn thấy. Máy này có ưu điểm tuyệt vời hơn nữa là nó có định vị điểm trị liệu trên toàn bộ cơ thể, công nghệ cảm biến quang học tự động tìm kiếm và định vị những cái vị trí trị liệu để toàn bộ cơ thể phù hợp với mọi loại hình. Sản phẩm thì có đi kèm các chương trình chăm sóc sức khỏe phát triển bởi các nghiên cứu của các trường đại học đưa ra các bài tập phù hợp và chính xác các điểm trị liệu tới định vị được cái mức độ và cường độ phù hợp làm sao cho khoảng thời gian chính xác với hiệu quả đạt được tốt khi massage cơ thể. Sản phẩm này thì cũng có thể ngả được và ngả tự động sao cho tăng cơ được giảm tối đa và tận hưởng cái tư thế mà nằm thư giãn nhất. Ngoài ra thì sản phẩm này là một sản phẩm mà có thể trị liệu dùng cho gia đình hoặc là bệnh viện, giúp thư giãn cơ bắp, giảm đau mỏi. Sản phẩm này thì dùng điện là 200 đến 240 V, có bảng điều khiển, có Bluetooth đi kèm, rất là hợp lý. Thì hiện tại anh chị có thể qua Ecomart để nằm trải nghiệm sản phẩm, sau đó dinh cho mình sản phẩm này về. Hiện tại thì Ecomart đang bán sản phẩm này với giá khoảng hơn 18 triệu. Giá rất là tốt thì anh chị có thể qua Ecomart để nằm thử trải nghiệm và dinh cho mình ngay sản phẩm này về. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.